Thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3 và 16.10 của VNTV. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình điểm báo của buổi sáng ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, chương trình này hân hạnh được bảo trợ bởi công ty Tony Trần, có những sản phẩm rất là tốt cho sức khỏe của quý vị, như là đông trùng hạ thảo là Moringa 950, tinh chất nghệ hay là sâm Hoa Kỳ. Và mời quý vị nhớ đón xem talk show mỗi ngày của công ty Tony Trần trên cả hai băng tần của VNTV để biết thêm chi tiết. Ngoài ra chúng tôi còn ship sữa Ensure về đến tận Việt Nam cho quý vị 64 tỉnh thành với giá cả vô cùng phải chăng luôn. Cho nên nếu quý vị muốn gửi sữa Ensure về cho người thân của mình tại quê nhà, mời quý vị nhớ liên lạc với công ty Tony Trần 7149498688, 7149498688. Và tiếp đến nữa, hân hạnh được bảo trợ bởi tiệm vàng Mali. Ở tiệm vàng Mali có gửi hàng đến tận nhà cho quý vị thân tay gõ cửa. Cho nên mời quý vị nhớ đón xem talk show của tiệm vàng Mali mỗi ngày thứ ba từ 1:30 cho đến 3:00 ở trên cả hai băng tần của VNTV cũng như trên live streaming ở YouTube Mali Diamond Show. YouTube là Mali Diamond Show, chữ Mali quý vị nhớ viết dính liền nhau để dễ tìm hơn nha. Cảm ơn quý khán giả nhớ đón xem để tìm thấy những sản phẩm ưng ý nhất cho mình. Và tiếp đến nữa, chúng tôi cũng hân hạnh được bảo trợ bởi Sun Power và Eco Solar. Quý vị cần có một system solar cho gia đình của mình, mình vừa tiết kiệm điện vừa tiết kiệm tiền, lại nhận được những promotion vô cùng hấp dẫn. Mời quý vị ghé đến với Sun Power và Eco Solar. Số phone là 7142659077, 7142659077. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Tiếp đến vẫn là những bản tin mà chúng tôi gửi đến cho quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi. Thưa quý vị, một bản tin đã làm cho gây sốc cho những người đấu tranh dân chủ trên toàn thế giới, đặc biệt là những nhà đấu tranh dân chủ tại Hồng Kông. Thưa quý vị, mới đây sau khi các luật an ninh được thực hiện thì một loạt các nhà đấu tranh dân chủ trẻ của Hồng Kông đã bị bắt. Ông Wilson Lee, phóng viên tự do làm việc cho một cái kênh truyền hình của người Anh, cũng đã bị bắt. Lý do là thông đồng thế lực nước ngoài, rồi một nhà hoạt động khác cũng theo RTV cũng bị bắt. Và sau đó là ông tỷ phú về truyền thông của Hồng Kông cũng bị bắt. Hai con trai của ông cũng có lãnh đạo cao cấp của tờ báo Apple Daily bị bắt luôn. Thưa quý vị, những người bị bắt này là những người mà từng chiến đấu chống cái sự độc tài của Trung Cộng, chống áp lực của Trung Cộng trên Hồng Kông. Và mới đây thì Trung Cộng đã ra tay luồng bắt giữ hết tất cả mấy người này. Bắt luôn cả ông tỷ phú này là có cái tầm hoạt động rất là lớn và ảnh hưởng rất là lớn trên toàn thế giới. Tức là chứng tỏ Trung Cộng không sợ gì. Nhưng mà mấy người bị bắt mới nhất với cái người này là có cùng với họ với tôi, khổ quá trời. Cô này tên là Anna Châu, mà dịch ra là Chu. Tại vì chữ Hán cái chữ Chu nó viết đọc là Chu cũng được, là Châu cũng được, hoặc Châu Do hoặc Châu Du cũng được. Nhưng mà tôi không nghĩ tôi có bà con với cô ở đâu, nhưng mà mặc dù cô này là rất là có nhiều thành tích về hoạt động dân chủ. Mới đây thì cô bị bắt sau khi mà ông tỷ phú Jimmy Lai bị bắt. Thì đó là những cái sự kiện mà là chứng tỏ là Trung Cộng đang ra tay để khủng bố người ta, củng cố chế độ độc tài của mình, thưa quý vị. Dạ, và kính thưa quý khán giả, tiếp đến nữa là một bản tin liên quan đến Đài Loan. Và quý vị hẳn cũng biết là cả hai ngày nay thì các tin tức của nước Mỹ đều xôn xao về cuộc gặp gỡ. Phải nói là đây là những cuộc gặp gỡ với các giới chức cấp cao nhất ở trong rất là nhiều thập kỷ giữa Đài Loan và nước Mỹ, khi mà Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh của ông của Hoa Kỳ là ông Alex Azar đã đến với lại Đài Loan. Và trong một cái cuộc gặp gỡ đầy hữu nghị và cũng như là có nhiều thông tin đã được gửi đến, làm cho người ta rất xôn xao và người ta thấy được rằng là nước Mỹ là một nước yêu chuộng dân chủ như thế nào và ủng hộ cho cái sự tự do và dân chủ của Đài Loan ra sao. Dù ra Trung Cộng phản đối gay gắt cái cuộc gặp gỡ này, nhưng mà nước Mỹ vẫn thực hiện, dù rằng là bây giờ đó là mối hòa hảo giữa Mỹ và Trung Cộng là chưa bao giờ thấp như bây giờ hết, nhưng mà nước Mỹ vẫn thực hiện cái cuộc gặp gỡ này để cho thấy cái vị thế của mình và là một nước dẫn đầu của thế giới tự do ra sao. Thì đây là cuộc gặp gỡ của ông Alex Azar, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh của Hoa Kỳ, với lại Tổng thống của Đài Loan bà Thái Anh Văn. Trong một cuộc gặp gỡ này thì có 3 chủ đề lớn đã bao trùm. Thứ nhất đó là công nhận Đài Loan là một xã hội dân chủ và cởi mở, cũng như là đã và gợi
chống lại cái dịch COVID-19 một cách rất là thành công và đầy minh bạch. Thứ hai nữa là khẳng định rằng Đài Loan là một đối tác lâu dài của nước Mỹ và đã làm nổi bật lịch sử hợp tác lâu dài trong những lĩnh vực y tế cũng như là sức khỏe cộng đồng. Thứ ba là Đài Loan xứng đáng được công nhận là một quốc gia dẫn đầu về y tế toàn cầu với lại thành tích đóng góp đầy xuất sắc cho nền sức khỏe của thế giới và quốc tế trong cái việc là chống lại với lại COVID-19 một cách rất là thành công. Và đó là những gì mà gọi là người ta thấy là trong ba điểm quan trọng nhất trong cuộc gặp gỡ của ông Alex Azar và bà Thái Anh Văn. Kính thưa quý khán giả. Thưa quý vị, chắc quý vị cũng biết là gần đây cái tình hình mà chính trị của Hoa Kỳ cũng sôi động rất là nhiều với vấn đề mà Black Lives Matter, rồi Antifa, rồi Hôi Của, rồi những người mà chống đối, ngay cả những người mà chống đối cái chế độ tư bản đó, do đảng Cộng sản cầm đầu, họ đã cuốn cờ Cộng sản, cờ Nga Xô, cờ Trung Hoa để mà phản đối chế độ tư bản. Thì mới đây có một cái vụ xung đột xảy ra cũng rất là đau lòng, tức là những nhóm người mà bảo cái là những người mà ủng hộ cảnh sát đó, kêu là Back the Blue, Back tức là ở yểm trợ đó, Back the Blue, Blue cảnh sát là mặc áo blue màu xanh đó, Back the Blue đang biểu tình thì có đụng độ với một nhóm kêu là Black Lives Matter, tức là nhóm người da đen. Thì hai bên nó xung đột với nhau mà cái nhóm Back the Blue, tức là nhóm ủng hộ cảnh sát đã tấn công và đâm những cái người mà Black Lives Matter rất là nặng. Có một người cầm ngay cán cờ của Hoa Kỳ và đâm một cái người Black Lives Matter đang ngồi trên cái ghế wheelchair. Thì cái vấn đề, cái hình ảnh này không có được thu lại, nhưng mà theo lời kể của người ta thì nhóm bên Black Lives Matter bị thương trầm trọng, và sau đó cảnh sát chính thức đã tới nhập cuộc và đưa những cái người bị thương đi khỏi. Đây là một vấn đề rất là căng thẳng, nan giải, mà không biết rằng là chính phủ tiểu bang như là liên bang có cái biện pháp gì giải quyết không, hoặc là giáo dục, hoặc là thông báo như thế nào đó để tránh những sự xung đột sau này xảy ra giữa người da trắng và người da đen, cũng như là các dân tộc thiểu số khác, thưa quý vị. Dạ, và kính thưa quý khán giả, tiếp đến là một cái bản tin, cái này đó là nó liên quan tới hai cái hãng xe gọi là chở người đi là rất là nổi tiếng, đó là Uber và Lyft. Thì bây giờ hai công ty này đã bị buộc phải đưa những người tài xế của mình thuộc vào loại là nhân viên W2, chứ không còn là được là nhân viên gọi là independent contractor là 1099 giống như mọi khi nữa, khi mà bây giờ tòa án đã yêu cầu hai công ty này Uber và Lyft phải đưa nhân viên của mình trở thành nhân viên W2 hết. Thì điều này á là làm cho hai công ty này đã gọi là đấu với tòa án rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà bây giờ thì trong khi hai công ty này đang gặp vô cùng khó khăn, quý vị thấy nhìn cái biểu đồ kinh doanh của họ không, từ màu xanh đi lên huy hoàng là màu đỏ coi như là chìm hẳn xuống luôn. Họ không có vực dậy nổi trong cái thời gian COVID-19 này, khi có rất là nhiều người đã không có order Lyft hay là không order Uber cho cái sự di chuyển của mình nữa, tại vì bản thân họ cũng ở nhà đâu có di chuyển đi đâu, và có rất nhiều người đã không có lái xe cho Uber và Lyft trong giai đoạn này. Thì tòa án quay ngược trở lại nói rằng vì không có nhiều người đi cho nên đây là cái thời điểm tốt nhất để hai công ty này có thể dần dần chuyển đổi cái hình thức điều hành nhân viên của mình đi, từ là independent contractor đi qua trở thành employee của mình đi. Thì đây là cái lúc mà họ đã ký sắc lệnh để buộc không khai công ty này phải làm như vậy. Và đây là sắc lệnh được ký bởi ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp của California, Xavier Becerra. Và cũng như là đáp lại cái điều này thì người phát ngôn viên của Lyft là Julie Wood nói những người lái xe không muốn trở thành nhân viên. Tại vì thật sự đôi khi những người lái xe cho Uber và Lyft họ đã là employee full time cho một công ty nào đó, và họ lái xe vào ban đêm kiếm thêm chút tiền thôi, nên họ bản thân họ cũng không muốn trở thành employee. Nhưng bây giờ họ bị bắt buộc phải trở thành employee cho nên họ không có muốn, và có nhiều khi là có rất là nhiều người không lái xe cho Uber và Lyft nữa chỉ vì họ bị bắt buộc trở thành employee. Đây là một cái khó khăn cho Uber và Lyft. Thì để coi thử là liệu rằng là tòa án có cái gì thay đổi hay không, nhưng mà trước mắt là tòa án đã đi ra cái lệnh này cho Uber và Lyft rồi, thưa quý vị. Thưa quý vị, một cái bản tin nữa thì rất là không vui, thưa quý vị, vì
những người mà ở trong nước Mỹ này cứ tranh cãi về vấn đề đeo mặt nạ hay không đeo mặt nạ. Một số người Hoa Kỳ có cái tính liều lĩnh và kêu là bất chấp tất cả những cái vấn đề mà nguy hiểm đến tính mạng của mình thì không có đeo, mà không có thèm đeo mặt nạ. Thì mới đây ở Washington có hai cuộc tranh cãi giữa hai người chắc cùng nhà, không có trong báo chí không có nói tên là cái liên hệ họ như thế nào. Nhưng một người mà cựu chiến binh mà 72 tuổi và nói mà cái anh kia mới 35 tuổi thôi, tên là Cody Hansen, 35 tuổi, nói là tại sao không đeo mặt nạ. Thì các ông cựu chiến binh này dĩ nhiên là ông cũng lo sợ cái vấn đề mà anh này sẽ truyền cái virus cho mình, cho nên nói với anh kia là phải đeo mặt nạ. Thì anh kia không chịu, cãi qua cãi lại rồi anh kia đã nhảy tới và đấm đạp ông 75 tuổi rất là nặng, làm cho ông ta mắt gần như là lòi ra và bị coi như là bị bất tỉnh luôn, không có còn tỉnh dậy. Là khi mà cảnh sát tới thì phải đưa ông này đi vào đi đi vào bệnh viện. Ông này đã bị đánh rất là nặng, thưa quý vị. Cái người thanh niên đó, chúng quý vị thấy trong cái YouTube đánh đánh ông kia, đi đánh một lúc xong trở lại còn đánh tiếp luôn, đánh cho ông ta đến nỗi mà ông ta bất tỉnh luôn, nhân sự luôn. Thì đây là một cái sự kiện rất là đau lòng, mà không biết là chính phủ, những bộ y tế có cái biện pháp giải quyết thế nào không mà đã gây gổ đánh đánh dữ dội như vậy đó, thưa quý vị. Dạ, và tiếp đến nữa là một bản tin liên quan đến có hơn 100 người đàn ông da đen được ký một thỉnh nguyện thư để kêu gọi, một cái thư ngỏ thì đúng hơn, để mà kêu gọi ứng cử viên của đảng Dân Chủ Joe Biden phải chọn một người phụ nữ da đen để mà làm phó cho mình, nếu không là sẽ thua cuộc. À, rồi dạ, Nhiều chuyện quá. nhiều 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 chuyện lắm, và viết thư thư ngỏ đàng hoàng nha, và ký tới hơn 100 người đàn ông da đen đã ký để mà kêu gọi ông Joe Biden để mà phải chọn một người phụ nữ da màu làm phó của mình, nếu Không không được, là sẽ không không được, thể cái thắng điều nổi. đó không Dạ, thực hiện được cái đó nhưng là mà áp lực không nặng lắm. không không phải là chuyện đó, thường là đây không phải là những người gọi là của Black Lives Matter báo vơ báo vẩn nào để mà ký, mà toàn là những người là thứ thiệt không nha, ví dụ như Van Jones là nhà bình luận chính trị của CNN đó, hoặc là Bakari Sellers là cựu thành viên của đảng Dân Chủ của Hạ viện Nam cờ ở phía của South Carolina và là nhà bình luận chính trị của CNN, hoặc là Timothy Timberland Mosley là nhà sản xuất âm thanh, nhạc sĩ và rapper, rồi cũng như là những người nhạc sĩ, những người ca sĩ và những chính trị gia nổi tiếng khác đã kêu gọi như vậy. Có thể đề nghị được thôi chứ không thể nào mà nói là ông không có làm theo lời tôi là tôi không bỏ phiếu cho ông, cái đó là không có Không được, phải, cái thì đó là chị vi nói phạm. là nếu không lựa chọn một người phụ nữ da đen vào năm 2020, có nghĩa là bạn sẽ thua cuộc bầu cử. Đâu Đó, được, cái đó có là nghĩa hâm dọa, là không nói được, rằng hâm là dọa, nếu hâm ông dọa. không không chọn người phụ nữ là da đen đó, thì rất có thể là sẽ thua cuộc ở trong lần này. Đó là coi như là Không một được, lời cảnh cảnh tỉnh không thôi. đồng ý. Nhưng mà không, Không đồng thực ý. sự là ông Joe Biden đã có ý định là sẽ chọn một người phụ nữ da màu để làm phó cho mình rồi, và ông dự kiến là sẽ đưa ra sự lựa chọn của mình ở trong cái hội nghị của đảng Dân Chủ sắp tới đây Nếu trong mà tuần này. chọn được bà Rice ngoại trưởng cũ thì cũng ok lắm ấy. Nhưng mà cái vấn đề mà đề nghị người ta không nghe, mà hâm dọa là không được, cái đó chứ không đồng ý. Cái này không không phải là hâm dọa, cứ chưa hiểu bản tin này là sai lầm, vậy là Nói không, là hoàn toàn không bà phải sẽ hâm thất dọa, bại. mà là họ nói được ý kiến của họ, họ nói ra cái gọi là cái biện luận của mình, rằng nếu như ông không chọn một người phụ nữ da màu ra, ông sẽ thua trong cuộc bầu cử này. Cái đó là cái sự biện luận của họ, chứ cần nói đe dọa thì không đúng. Họ họ biện luận đó, cho nên là cái này không biết có thuyết phục nổi không, nhưng mà rõ ràng ông Joe Biden đã có ý định chọn một người phụ nữ Là da quyết màu định là có lẽ rồi tuần tới chúng ta sẽ biết kết quả tuần như thế này. này. Dạ Dạ mình không, Đại hội Đảng Dân Chủ là tuần này rồi, cho nên là dạ tuần này tuần người tới ta thì biết chúng ta sẽ rồi. biết. Dạ vâng, thưa quý vị, Dạ, và kính mời thưa chính quý thức. khán giả, đến đây thì xin mời quý vị vẫn tiếp tục giữ băng tần 57.3 và 16.10. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo.